sống rời bài con dã tràng xe cát, sống vô bờ con chim nhàn vờn bay, sáng tinh mơ dấu chân người in cát, nắng trôi tràn về sáng bóng bàn chân. Có phải chăng cát dần cát hơn, chẳng muốn nhận dấu chân em làm kỷ niệm, để cát bay cát tạo thành hình của sông, để ven bờ cát mãi đùa vui. Đắng cuốn
nhau trong tình yêu thần tiên. Bao mộng mơ say mãi tình yêu vẫn thơ. Anh là những chiếc sóng, em sẽ luôn là bờ cát non đủ muôn biển xanh. Nơi trái tim mình bên nhau muôn đời yêu. Nhau lên nào. Dẫu cho lên nè, muốn xem nào. Vẫn mặt ở đây muốn nhìn nào. Đâu? Nhà đây con cá đâu cả. Đâu? Được không? Kéo nó lên bờ. Cho nó lên trên này. Rồi, xa bố ra. Xa bố ra. Gọi ra đây. Ê ra đây. Ra đây ra đây. Ăn đi ăn đi. Cái con gì đây? Đấy. Đấy. Con dấu. Méo rồi chứ giờ méo. Giờ nó ăn đi cái gì xong thôi. Phải méo cái mồm nó chẹo ra đi. Cái gì ấy? Cắn đấy, sờ nó cắn đấy. Sờ nó đi xem nó có cắn không. Ôi, ơi, đánh này.
đánh nó không nó cắn đấy. Nó sờ không... đi. Sờ vào cái càng nó cắn đi. Thì có hoàn thiện bao nhiêu tiền nữa là đủ? Xây này nó mua 1 phần 3 thôi. 1 phần 3 là tiền á? Đâu gì đâu rẻ. Có 1 phần 3 thôi. Tiền đâu mà bù sao? Cửa nghèo. Xây mộc thì bằng 1 phần 3 không chị? Mộc hết 400 rồi, hoàn thiện nữa. 200. Hoàn thiện 200 á? Sợ. Sợ, có 200 nữa thế tôi còn cho ông vay tiền. Còn tôi còn thừa, tôi cho ông vay. 500 đã hết chưa? Một cái 400 gì? Một 400 cả công, tính cả công và lại 400. Một cả công. Công của riêng đấy không? Công ít hơn thôi. Công 100. Còn 300 gọi là 300 đồng. 300 nữa không có tính. Chị đây, chị miếng nào? Nhiều cơ. Có vãi, có rơi nữa. Đấy, rơi đấy, em còn rơi rồi đấy. Mấy cửa sổ xài đâu? Rơi đấy. Đây con. 100.000 tiền cửa. Không gỗ thì không dùng gỗ thì chỉ gỗ làm cửa trước dùng gỗ còn đôi. Cái nào có sắt cửa sắt? Khi nó chọc nó không? Sắt, sắt. Cửa sắt không rơi rồi. Rơi rồi. Chọc cửa sắt. Cửa sắt được xếp lên hơn 10 triệu. Cái nhà nhà anh như thế là 2 mấy triệu tiền sắt đấy. Cửa sắt được xếp là 10 triệu, cửa xếp đó. Cửa xếp bên nhà kia 5 triệu mấy. Cuối bên nhà cái kia cho mẹ. Nhà mình 5 triệu mấy. Mà cái cửa xếp 5 triệu mấy, 6 triệu. Mà từ đó 10 triệu cửa xếp. Mà Bình thấy thế nào? Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Sao tuyệt vời? Vì vui mà. Sao vui? Đến đây là lên nhà bác Tăng. Ai làm Bình vui? À, nó tự vui. Tự vui á? Vâng. Mẹ làm Bình vui à? Không. Tôi thấy quá vui, tự vui. Chào bố đi. Con yêu bố. Nhớ bố. Nhớ bố. Con nhớ bố.